Suy niệm Chủ nhật thứ năm mùa thường niên 5C Bài của Linh Một Du Xe Nguyễn Văn Nghĩa Cảm cho mình, xót cho người Nemo đã con no habet Không ai có thể cho ban điều mình không có Câu ngạn ngữ Latin trở thành một quy luật mang tính tất yếu Với trường hợp người được sai đi thì quy luật này càng rõ nét trước hết người được gọi là đấng thiên sai sau là với những người được thiên chúa hay đức kitô sai đi vào trần gian chúa kitô tin nhận mọi sự của người là của chúa cha và do chúa cha ban tặng dù biết rằng mình với chúa cha là một nhưng chúa kitô luôn ý thức mình bởi cha mà ra tác giả thư gửi tín hữu cho thái đã đặt vào miệng đức kitô những lời này khi vào trần gian đức kitô nói chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế nhưng đã tạo cho con một thân thể chúa cũng chẳng thích lễ tuần thiêu và lễ xá tội bây giờ con mới thưa lại thiên chúa này con đây con đến để thực thi ý ngài như sách thánh đã chép về con trích sách do thái chương 10 câu 5 đến câu 7 biết rằng mọi sự mình là mình có đều do Chúa Cha ban tặng. Vì thế Chúa Kitô đã trao ban lại tất cả cho con người. Phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật thứ năm thường niên năm c này giới thiệu cho chúng ta chân dung của một ngôn sứ Isaiah, một tông đồ Phaolô và Simon Phêrô, người ngư phủ xứ Galilee. Cả ba đều được sai đi và có thể nói cách chung là được sai đi để đánh lưới người tức là đưa con người về với thiên chúa đúng hơn là giúp con người đón nhận tình yêu của thiên chúa trở lại với câu ngạn ngữ latin ở trên một trong những tiền đề để cho người được xa đi có tinh thần nhiệt thành chu toàn sứ mạng đồng thời gặt hái nhiều kết quả đó là bản thân phải cảm nghiệm ân tình của thiên chúa dành cho mình một ân tình vượt quá công trạng cũng như phận vị của mình Trước sự y nghi chí thánh của đấng tối cao Isaiah đã chân nhận mình Là một người môi miệng ô ế Ở giữa một dân môi miệng ô ế Isaiah chương 6 câu 5 Trời càng sáng thì các vết nhơ càng tỏ lộ Diễn kiến thánh nhân đấng chí thánh Hẳn nhiên bị ngôn sứ thấy rõ thân phận ô ế tội nhơ của mình. Thế mà dù chưa mở miệng kêu xin, Thiên Chúa vẫn sai các thần Seraphim lấy thang hồng thanh tẩy ngài. Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, người đã được tha lỗi và xá tội. Isaiah chương 6 câu 7. Khi đi rao giảng tin mừng, thánh tông đồ dân ngoại thường công khai thú nhận tội lỗi của mình trước đây là bất hại đạo thánh chúa. Thật vậy, tôi là người hàng mỏng nhất trong số các tông đồ tôi không đáng được gọi là thông đồ vì đã ngược đãi hội thánh của Thiên Chúa. Thư thứ nhất của thánh Phaolô Thông đồ gửi tín hữu Cópenhơ, chương 15, câu 9. Thánh nhân cảm nhận việc Chúa Kitô chọn gọi ngài là một ơn, nhưng không, và đó cũng là một dấu chỉ để đem niềm hy vọng cho nhiều người. Timotheo, chương 1, câu 15, câu 6 trước uy quyền và nhắc lại ân tình của thầy Giêsu, simon phêrô đã sắp mặt dưới chân người mà thưa lạy chúa xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi luca chương 5 câu 8 là phàm hèn yếu đuối thì mới cho thầy mượn chiếc thuyền một lát để thầy giảng đạo dĩ nhiên là ngoài giờ làm việc thuyền rảnh thế mà thầy đáp lại bằng một bãi cá lạ lùng chắc đầy hai thuyền nặng gần chìm Người không chỉ đầy quyền năng mà còn rất đổi hào phóng Cảm cho mình thì sẽ biết sóc cho người Để nhiệt thành ra chỗ nước sâu mà thả lưới Thì người được xa đi không thể không cảm nghiệm Tình Chúa thật bao la trước sự yếu đuối, tội lỗi đầy bất xứng của mình Chúa đã thương yêu chúng ta không phải vì chúng ta đáng yêu hay thánh thiện, công cao, đức dày Thánh Phaolô đã khẳng định rằng Chúa Kitô đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là kẻ phản nghịch cùng người. Chính nhờ được Chúa yêu thương nên chúng ta mới thành đáng yêu, mới có thể tích đức lập công. Thánh Gioan tông đồ xác quyết, tình yêu có ở điều này. Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta, đã xây con của người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Thư thứ nhất của Thánh Doan Tông Đồ, chương 4 câu 10 Quyền năng Chúa thập pho biên trước sự giới hạn bất tài kém lực của chúng ta trước uy quyền của Thiên Chúa hẳn nhiên chúng ta dễ nhận ra sự bé nhỏ giới hạn của mình trái với thái độ ít người đáy giếng khi trí khôn càng phát triển tầm nhìn càng mở rộng thì con người càng dễ nhận ra ngay mình chỉ là hạt bụi mong manh trước sự mênh mông bao la của vũ trụ và nhất là trước đấng làm cho vũ trụ hiện hữu. Với người tông đồ thì một trong những tiền đề giúp gật hái thành công Đó là biết đặt, đặt niềm tin cậy vào quyền năng của Thiên Chúa Mọi sự là do bở ơn Thiên Chúa ban Kho tàng ấy chúng tôi chứa đựng trong những bình sành Để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ chúng tôi Thư thứ hại của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín Cô-đen-tô chương 4 câu 7 đối diện với những thách đố cả bên trong lẫn bên ngoài giáo hội khi tuyên bố triệu tập công đồng Vaticano thứ hai người ta kể rằng có lần kia sau gần cái giờ bên nhà chầu thánh giáo hoàng Gioan 23 đã đứng lên và nói giáo hội này là của Chúa do Chúa thiết lập con đi ngủ đây điểm đến của người ngôn sứ người tông đồ hay người đánh cá thường là chỗ nước sâu này thầy sai anh em đi như chiên con giữa bầy sói Luca chương 10 câu 3 Để có thể mạnh dạng thưa như Isaiah Dạ con đây xin sai con đi Hay như phao lồ Quên hết mọi sự đằng sau mà lao mình về phía trước Hay như phêrô rô Bỏ hết mọi sự để đi đến cá người Thì tiên vàng Người được xa đi phải cảm nhận quyền năng Và ân tình của Thiên Chúa Trên con người yếu đuối và đầy bất toàn của mình khi đã cảm cho mình thì sẽ biết sốc cho người và rồi chúng ta sẽ mạnh dạn ra đi đến cá người. Không phải bằng sức riêng mình, nhưng bằng chính tình yêu và quyền năng của đấng cứu độ. Đấng luôn động viên chúng ta, đừng sợ, đừng sợ, vì Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Mắc theo chương 28 câu 20 Đừng sợ, vì ơn Thầy luôn đủ cho con và sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto chương 12 câu 9 đừng sợ hãy can đảm lên thầy đã thắng thế gian Gioan chương 16 câu 33 bài của linh mục Giuse Nguyễn Văn Nghĩa ban mê thuộc